Xin chào mọi người. Hôm nay thì quyết định là sẽ đi siêu thị của mình mua một ít đồ để đi siêu thị đi du học của mình. Cháu với mẹ cháu đi trước. Hôm nay mà không đăng kiểu nhân viên sân bay mọi người ạ. Đây là như nào như nào? Bạn cứ hỏi mãi. Vâng, xin chào các bạn. Nói bao nhiêu chuyện xong bác bảo là các cụ lần lượt ra đi. Edit chưa một lúc này. Đám mà bác chỉ câu xong rồi. Tí điều mà không ai tin cả. Tóm lại là bác bảo anh bảo chắc chắn mình không ấy đi. Có mình 10 mình cũng em 10 ngày người thôi. Không gì. Chị cũng quay rồi. Fighting. I can edit it. Thế là mình nhớ ra là phải thân nhờ. Oh my god. Tôi sẽ về, bạn yên tâm. Tôi sẽ về, tôi sẽ về. Bây giờ là 8 giờ sáng với nhiệt độ bên ngoài đang 15 độ.
밤이도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, yeah. Ôi thực sự mệt quá mọi người ạ. Vừa mới vác hai lần. Mình có ba cái vali. Đây mọi người nhìn đi. Hai cái vali cỡ đại, một cái vali nhỏ, một cái ba lô. Mình vừa mới phải kiểu vác hai lần thì mới lên được đây. Và ở đây thì mọi người hiểu là một tầng ấy nó có phải đến 50-60 phòng. Mà vấn đề là gì? Là nó sẽ chia làm hai cái thang máy đúng không? Mọi người hiểu không? Tức là khoảng tầm 30 phòng đầu, 30 số đầu ở một cái thang máy một góc, 30 số sau ở một thang máy một góc. Nhưng mà cái thang máy bên cái góc của mình ấy nó đang bị out of order. Thế là mình phải vác từ cái đầu bên, từ cái đầu số đầu tiên sang cái đầu số của mình là số 52. Mà xong rồi nó còn phải xuống một bậc cầu thang ấy. Hai mình phải vác hai lần hai cái vali 24 cân. Ngày đi em sân trường mình này mọi người. Trời, mọi người thấy nó nắng không? Nó vừa nắng vừa mưa ấy. Ôi mọi người ạ, mình đang đi lượn lượn ở quanh trường mình. Mà kiểu tình hình là mình phải đợi lúc mà không có mưa ấy thì mình quay. Mặc dù mình biết là ở bên này việc quay vlog thì một chuyện rất bình thường. Kiểu mọi người không tâm mình làm gì ấy. Nhưng thương tâm mình không cảm thấy rất ngại. Ngày đầu tiên đến hoang mang quá. Xong kiểu mình một trường, mình có đi cùng với hai anh chị nữa. Nhưng mà hai bạn nữa đi. Nhưng mà hai bạn ấy học trường bên cạnh, mình mới đường sang trường bên cạnh. Rồi bây giờ mình sẽ đi lượn tiếp một vòng nữa. Mình rất muốn tìm cái business. School of business đi. Biết đâu. Rồi bye bye. Căn phòng của mình nghe ở biết không, trời đã tối rồi. Sao mà mình xem buổi tối ở đây trời nó cũng hơi hồng hồng một xíu, ở đó còn nắng nhưng mà lạnh. Ăn mì tôm ở nhà không bao giờ ăn, đi du học ngày đầu tiên thì ăn mì tôm. Hello mọi người. Có nắng. Chào mừng mọi người đã đến với ngày thứ 2 tại Aston của mình, tại Birmingham. Wow. Ôi ôi, trời nắng. Cái này mình mua là vị original khoảng 3 đồng 3.6 à. Khó bóc thế. Đấy luôn. Giấy này là giấy luôn ý. Chứ không phải là giấy mà kiểu là giấy. Chứ không phải là kiểu nhá, đúng giấy Việt Nam nó còn màu bóng bóng luôn. Cái này là giấy. Xin lỗi mọi người. Chân rau không ngon bằng ở Việt Nam. Uống để đỡ thèm thì cũng ok. Nhưng mà mình nghĩ sao mình sẽ không gọi vị nữa. Mẹ nó nhạt nhưng mà vị trà nó ít. Xin chào mọi người.
Trời, đang nắng này mọi người. Nhưng mình sắp phải rời khỏi căn phòng này rồi. Đấy, mình đã xếp gọn ba cái vali của mình, kèm với cái ba lô của mình. Tất cả đồ đạc trên bàn gần như đã ra đi. Thì đấy, nói chung là hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình ở đây. Mình phải check in trước 11 giờ. Bây giờ là 10 giờ, hình như 10 giờ. Bắt đầu định 10 rưỡi bắt đầu vác đồ xuống ấy. Nhưng mà mình đang muốn xuống kia hỏi xem là mình có được sang phòng mới luôn không, hay là mình lại phải vác cái đống đồ này xuống tầng 1 xong rồi lại mang lên tầng 5 ấy. Rất mệt mỏi. Ok, bây giờ mình đi đã. Bye bye. Hi. Ôi, hơi tối nhỉ. Chào mọi người, mình đã sang một chiếc phòng mới. Phòng này là phòng 2 người, twin bed. Yes. Và nó rộng hơn nhiều ý. Thực sự là nó rộng hơn nhiều so với cái phòng cũ của mình. Cái phòng cũ của mình ở cuối cái hành lang này hay sao ấy, hay cái góc bên kia ấy. Nó ở cuối cái hành lang này. Yes. Đó. Bây giờ mình đang đợi em flatmate của mình sang. Đấy, phòng này rộng cực. Phòng này kiểu mới đúng là một cái phòng khách sạn bình thường ấy. Nhà vệ sinh thì hơi nhỏ một xíu, nhưng mà thế này đủ dùng rồi. Đủ sống rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn gà rán. Yummy.